Xin chào anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã đến với channel của mình. Thì hôm nay là ngày thứ ba của cái con game Dragon Ball nhái chiến binh tối thượng này. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục trải nghiệm thôi. Sự kiện thì top arena hôm trước đây. Lần này sang ngày thứ hai thì nhiều tay to xuất hiện quá nên là mình không đua được top 10 nữa anh em ạ. Hơi buồn là không mất top 10 rồi. Nên là mình nghĩ chắc là nó tiết kiệm tài nguyên thôi, đợi sự kiện mình to hồi chưa. Nhẹ nhàng xăm thử 10 phát xem ra được con gì. Chí. Không đã có tướng tím nào luôn. Cái này nó toàn ra xăm bằng vé, toàn ra cái gì thôi. Nhận được cái gì đấy anh em. Nó cái gì vậy? Kim cương này mình tích được 18.000 rồi, chắc là để chơi sự kiện gì khác hơn. Ba này. Sống bực. Bây giờ thì chúng ta vào lấy cái ải bên trên này, đẩy ải này, đánh cuộc chiến của Cell này. Cảm nhận một khoản kinh nghiệm đây là sang ngày thứ 3 rồi. Một đống đồ đống quà. Đang đủ 400 quét gì gì đây này, nhận được thêm một con Goku nữa này. Đây là một con Goku tím anh em ạ. Con Goku tím này thì sao vào đây. Lên sao. Lên sao Elite luôn. Con này là màu tím màu xanh ấy nhá, nhìn rõ ràng nó màu tím nha, nhưng mà nó chỉ có 3 skill. Con này rõ ràng màu tím mà có 3 skill này, tăng tốc, được trạng thái cao ken, tăng sức mạnh, miễn nhiễm, nhưng sát thương 20% trong 4 giây sau khi sử dụng ultimate. Internet xong lại tăng tốc độ đánh của mình lên. Ui, Goku trạng thái cao ken đá nhỉ. Goku siêu ra cấp 1. Goku thường này mà cũng lên được cái tím. Ở đây có hai con Goku. Con này Goku này là phẩm tím anh em nhé. Con Goku này là phẩm xanh, phẩm dây, phẩm hiếm, phẩm elite. Hai con Goku khác nhau hay nhỉ. Nó khi ép con này lên để làm nó làm cái ấy này, nó làm cái con tướng để cho mình đẩy vào trong cái phần King Kai Planet này. Nó khi chơi đấy lại được. Thay vị trí những cái con tướng vào cao nhất rồi xong mình nhỉ. Up lên level 81. Cần 500. Ui dồi.
solo bằng solo trước khi ra và vô cu cấp 2. Đánh khi ra không bao giờ làm chúng ta thất vọng đâu. Đang nó chậm quá nhỉ. Đấu lại. Đánh cái hoạt động thách đấu boss hàng ngày này nhận được nhiều quà, nhưng mà mình thấy qua mỗi ngày là nó sức mạnh của mấy cái con boss nó khác nhau. Không xong đấy, như ngày đầu tiên thì giết được cả 3 con luôn, sang ngày thứ hai giết được 2 con rồi, sang ngày vui đấu giết được con boss này còn ăn được, ăn được cả chi chi nha. Ừ, lên vào 120, ui lên vào 100, lên vào 75. Cứ mỗi ngày lên là nó sức mạnh của những con boss này nó lại tăng tiến, không làm gì được ấy. Ăn trò chơi của sale trước đi, ăn trò chơi của sale kiếm một tài nguyên vậy. Làm sao mà lên được level 100 sớm nhỉ? Mấy khi ông lên level 100 sớm thật. Nên con top sức mạnh đấu trường. Con này mạnh, con trăng thủy tích thì mạnh, con skill bất tử rõ lâu. Ừ, với chúng tôi này. Bách Râu.
Team này có con Frieza này. Frieza này xem sao. Hai con Frieza. Frieza là 61. Cứ lấy rồi thôi, chưa thay. Tạo chưa cái này. Pizza con 33 ạ.
được cộng visa là nó đánh phát nào bạo kích phát đấy anh em ạ, ghê thật. Visa mà full đồ chắc mạnh lắm. Trưởng nó lại AOE đấy chứ. Anh em này được 7 lượng đan. Nó đỉnh cao luôn. Này là vào trận phát bắn ulti luôn, không có nhiều. Bắn một phát thì các bạn nằm sấp. Nằm sấp hết cho chúng tôi. Hết rồi. Khá là nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng bư lên một sao thôi. Yes sir, yes sir. Cái này là cho anh em ngẫu nhiên nhận được một con tướng trong đây này. Sẽ lấy con hệ M. Wow, new hero Majin Buu Super. Chụp ảnh cái con đẹp trai đấy. Majin Buu Super này chắc là đẹp cho ai. Lên một con ngựa elite với ổ con elite cộng xong lên con Majin Buu super kia thì thiếu một con Majin Buu béo thôi là mình kích được duyên này, kích được duyên là ba con thì fan cộng 1% thì fan cộng 25 nếu cộng ba con này lên elite cộng thì HP được thêm 5% 1000 HP nữa, chính xác có 30. Duyên hơi khó nhưng mà không sao. Cái tương lai là sẽ chơi được. Thế như trong trò chơi của Cell cái shop nó có bán con Majin Buu béo anh ơi. Đúng rồi, có một con Majin Buu béo 33.000, mình 33.000 rồi, ngày mai mình lấy con Majin Buu béo này về mua nó về luôn này. Kích duyên ngon nghè, nó không còn áp tương đối ngon nghè, ngon nghè ngay. Xì xin chào
Như này các em biết tăng được chưa? Tầm này chắc tăng được rồi. 94.000. Đuôi gà khỏe rồi nên hẳn một sao rồi mà. Tăng thừa chỗ này thì đối với chúng tôi chuyện nhỏ như con thỏ. Xăm được trùng tướng thế lợi. Giờ cố quét hải càng cao càng tốt nha. Ải ui bị rớt xuống hải 51, hải 51 rồi này. Mấy ông bên trên thì ui, mấy ông bên trên thì chiến lược đã lên 151.000 rồi, lên vào 160 rồi. Cái gì cái kinh nhỉ? Nạp tiền à? Lên Trung Quốc này, bạn này là bạn Việt Nam này. Quốc Thái hay cái gì là Trung Mát Euro X. Kinh, nhà top 10 mình bị trôi rồi. Là 100 mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn chiến lược này thì chơi bò gì nhưng mà phải quá 95k đánh nhau với 72k. Người dân mất tiền thôi nào. Đây thật ngày đầu tiên thì chắc người ta chưa chơi ấy, ngày hai nó đầu tư còn đúng tiền mà thì kiểu như chẳng đuổi đi đó. Kim cương thì lẽ bây giờ xong hết nhỉ. Hết kim cương là xong. Sự kiện mãi không thấy sự kiện gì mới. 4 ngày nữa cái sự kiện nào mới kết thúc thôi. Bốn cái sự kiện ngày mới mới kết thúc để cho mình chơi những cái sự kiện tiếp theo ấy. Tân thủ này kết thúc. Mà thôi, vậy đi. Còn clip của mình cũng xin lại tại đây thôi anh em nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.